Các đại diện của lực lượng khẳng định mang lại lợi ích cho nhân loại. Cảnh báo, nội dung nhạy cảm. Chúng tôi cầu nguyện cho Ukraine. Vào thứ Hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022, Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư Vô Vàng Kính Yêu, trong khi vẫn còn bế quan thiền định cho thế giới, đã ban ân gọi điện cho các thành viên đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Qua đó, Ngài trả lời các câu hỏi và cũng chia sẻ cảm nghĩ về các tin vui gần đây liên quan tới Ukraine. Lần trước, Sư Phụ có nói rằng nếu Trump tại vị, chiến tranh sẽ không bùng nổ như vậy. Rằng Trump không cần phải làm bất kỳ điều gì khi ông ở vị trí lãnh đạo. Thưa, điều đó nghĩa là gì ạ? Xin Sư Phụ giải thích thêm về điều này. Có nghĩa là ông sẽ không cần phải đẩy lùi cuộc chiến hoặc sẽ không phải làm gì hết, bởi vì thiên đàng sẽ làm việc qua ông. Ồ, hay quá! Được an bài như thế này, nếu đại diện phe phủ định thắng, thì lực lượng phủ định sẽ chiếm ưu thế. Và rồi, bọn chúng làm nhiều điều tai hại khác hoặc làm những điều đe dọa sự sinh tồn của nhân loại như chiến tranh, nạn đói và nhiều đại dịch hơn. Nhưng nếu đại diện của phe khẳng định thắng, thì lực lượng khẳng định sẽ chiếm ưu thế. Con hiểu. Mọi thứ đều có giá của nó. Và điều đó không bao gồm việc quý vị có gian lận để nhậm chức hay không. Nếu quý vị nhậm chức, được một số người công nhận thì thế là xong, bởi vì sau đó quý vị có thể thực thi tất cả quyền lực hữu hình, thế tộc ở quốc gia đó. Dạ. Và nếu đất nước đó, như Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, có quyền lực đối với nhiều lĩnh vực khác trên thế giới, thì dĩ nhiên chúng ta gặp nhiều rắc rối hơn. Không phải quốc gia nhỏ, không phải quốc gia có ít ảnh hưởng. Dạ, thưa Sư Phụ. Cho nên ý ta nói, Trump không cần làm bất cứ gì là vậy đó. Ông không cần phải đi khắp nơi, cầu xin hòa bình hay là gì hết. Mọi thứ sẽ diễn ra theo cách lợi ích cho nhân loại. Nếu đại diện của phe khẳng định thắng cử, rồi ông cũng có thể có quyền lực thế tộc đã trao cho ông để sử dụng. Rồi, ông có thể tạo ra ảnh hưởng nhiều hơn trên thế giới và không gây thiệt hại quá nhiều như chiến tranh bây giờ. Bởi vì chiến tranh cũng gây thiệt hại theo nhiều cách khác nữa, về mặt kinh tế, tâm lý, xã hội và hòa bình, dĩ nhiên. Liên Hợp Quốc vừa đưa ra một cảnh báo rằng nếu cảng ở Ukraine không được mở, thì hàng triệu người sẽ phải đối mặt với nạn đói. Dạ đúng, bởi vì Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thứ tư trên thế giới. Quý vị biết điều đó không? Dạ biết, thưa Sư Phụ. Tất cả thực phẩm thiết yếu này từ Ukraine ra thế giới thì đang bị Nga phong tỏa. Dạ đúng vậy. Vì vậy, rất khó để đưa nguồn cung cấp ra thế giới để đến thế giới đang thiếu thốn bên ngoài Ukraine. Các nông dân đã rơi vào tầm bắn của cuộc chiến này. Các cơ sở lưu trữ ngũ cốc của họ đã bị tấn công. Các cuộc pháo kích biến cánh đồng xanh tươi của họ thành nơi đầy hố bom, và một số thậm chí đã bị rải nhiệm. Hiện giờ, chúng tôi làm gì cũng đều gắn liền với chiến tranh. Chúng tôi đi ngủ mà không biết mình có thức dậy vào ngày mai không. Vitaly Kistrika trồng ngô, lúa mì và lúa mạch, nhưng anh thậm chí không thể bán ngũ cốc của mình. Với giá gốc chỉ chưa nói đến việc kiếm lời, bởi vì Nga đã phá hủy tất cả thị trường xuất khẩu của Ukraine. Việc phong tỏa các cảng trên biển đen của nước này đang khiến nông dân thiếu thu nhập và Ukraine mất đi nguồn tài sản quốc gia lớn lao. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và phong tỏa xuất khẩu không chỉ gây tổn hại cho Ukraine mà còn gây tổn hại cho thế giới. Khoảng một nửa số lúa mì mà chương trình lương thực thế giới mua đến từ Ukraine. Vì vậy, cuộc chiến của Nga có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc cho những người ít có khả năng mua lương thực nhất. Thành ra tôi gọi Putin và băng đảng của ông ta là ác quỷ, tôi không phóng đại. Putin và băng đảng của ông ta không ngu ngốc như thế. Bọn họ đâu phải trẻ em 3 tuổi mà không biết tất cả điều này. Bọn họ đã làm tất cả với chủ đích để đánh gục thế giới, để khống chế thế giới, gia hiểu thế sức vụ, buộc thế giới phải đầu hàng trước ý muốn độc tài tà ác của ông ta. Bây giờ quý vị thấy chưa? Dạ thấy thế sức vụ, Ukraine không làm gì cả. Dạ thế sức vụ, đúng vậy ạ. Không có lý do gì để xông vào đó và rồi gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới và đủ thứ, và cũng khiến nhiều người ở Nga không kinh doanh được, cũng mất việc nữa. Công dân của chính nước Nga, không chỉ Ukraine và người dân khác.
Bởi vì Nga cũng xuất khẩu rất nhiều lúa mì, chẳng hạn, ra thế giới. Dạ, thưa sư phụ, nên nếu Ukraine cũng bị kết hợp vào kinh doanh xuất khẩu lúa mì của Nga, thì nhiều quốc gia sẽ phải quỳ xuống để xin ăn. Thành ra tôi mới bảo quý vị là các nước khác thật ngu ngốc vì không cùng Ukraine chiến đấu, không làm gì hết, và nghĩ rằng Ukraine sống hay chết không quan trọng, không thành vấn đề. Bây giờ họ mới nhận ra. Bây giờ tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đến Ukraine, tất cả các đại sứ quán đã mở lại, nhiều thứ được thiết lập lại. Bây giờ Trudeau là người cuối cùng trong các nhà lãnh đạo thế giới đã đến và cũng cam kết giúp đỡ thêm cho Ukraine. Lẽ ra họ nên làm điều đó từ lâu rồi, khi Crimea bị tấn công và bị Nga lấy mất. Chỉ là tôi rất thương tiếc cho Ukraine. Tôi nói rất nhiều về Ukraine vì tôi cảm thấy rất thương tiếc cho người dân hiền lành, điềm đạm này. Dạ, thưa sư phụ, hầu hết họ là nông phu. Nông phu họ không muốn chiến tranh nào cả hoặc gây rắc rối cho bất cứ ai. Dạ đúng thưa sư phụ, họ là những người tốt nhất. Nông phu là tốt nhất. Thậm chí trong Kinh Thánh còn viết rằng quý vị nên trồng thực phẩm bằng mồ hôi nước mắt của mình. Dạ đúng, họ chỉ trồng và thấy mọi thứ mọc lên, ban cho sự sống và rồi duy trì sự sống trên địa cầu. Nên họ cảm thấy hạnh phúc. Dạ, họ không có cơ hội nào để làm bất kỳ điều gì xấu đối với ai. Dạ đúng vậy, họ không bao giờ muốn như vậy. Dạ thưa sư phụ, vì vậy thế gian này không phải là thế giới thiên đàng cho các chúng sinh thiên đàng, dù đang ở trên địa cầu này cũng bị giới hạn trong lực lượng và việc sử dụng lực lượng của họ. Thành ra nhiều minh sư đã đến và bị hãm hại bởi vì các ngài là lực lượng đối lập và địa cầu không phải là thiên đàng. Quý vị có thể thấy điều đó. Dạ thưa sư phụ, đúng vậy ạ. Do đó, minh sư, thiên nhân, bất cứ ai xuống trần để giúp con người hoặc những chúng sinh khác trên địa cầu, thì họ đang đi, làm việc, tranh đấu trên vùng đất của kẻ thù. Dạ thưa sư phụ, đúng vậy ạ. Các ngài phải có nhiều thỏa thuận hợp đồng với lực lượng phủ định để xuống trần. Do đó, các ngài bị nghiệp chồng chất, các ngài bị khủng bố phải chịu hình phạt mà các ngài đã chẳng làm gì cả. Các ngài còn bị bôi nhọ danh tiếng, bị búa rìu một cách vô cớ. Dạ thưa sư phụ, dạ hiểu. Thế nên Trump chẳng hạn, ông là người đại diện của lực lượng khẳng định cho Hoa Kỳ và cả thế giới nữa một cách gián tiếp. Nếu ông thắng, ông có thể thực thi nhiều điều qua quyền lực được trao cho ông để làm điều tốt cho Hoa Kỳ, để bảo vệ công dân Mỹ, để bảo vệ đất nước của ông khỏi bị phá sản, để làm cho Hoa Kỳ thịnh vượng và công dân của ông cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Và ông cũng có thể tạo ảnh hưởng ngoại giao nhiều hơn trên toàn thế giới. Chẳng hạn, khi ông còn tại vị, ông đã làm cho người Mỹ độc lập về nhiên liệu. Vâng, thưa sư phụ, không phải phụ thuộc vào Nga, bởi vì ông có thể thấy trước rằng Nga sẽ không thể tống tiền đất nước của ông theo cách này. Tống tiền Hoa Kỳ theo cách này. Dạ hiểu. Ông có thể thấy trước điều đó trong linh hồn. Dạ thưa sư phụ. Dù ông không biết, các cõi thiên đàng sẽ hướng dẫn ông về những gì cần phải làm. Bởi vì linh hồn ông rất tốt, tâm ông thuần khiết và lối suy nghĩ của ông vô tư. Nên thiên đàng có thể dùng ông để làm điều tốt cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và dĩ nhiên cho các nước xung quanh và cho thế giới nữa. Đó là bằng chứng rồi. Dạ đúng thưa sư phụ. Khi ông nắm quyền, nền kinh tế của Hoa Kỳ rất ổn định. Ngoài ra, ông cũng tạo hòa bình trong những thỏa thuận chưa từng có và bất khả thi với nhiều nước trong thế giới Ả Rập, ví dụ vậy, và Israel. Dạ đúng vậy. Điều đó đã tránh được rất nhiều đổ máu. Dạ đúng vậy thưa sư phụ. Và ông cũng kiến tạo hòa bình giữa Nam và Bắc Hàn. Dạ thưa sư phụ. Còn bây giờ, Trump đã rời đi nên Bắc Hàn đang đe dọa với nhiều vũ khí hạt nhân hơn, nhiều vũ khí hơn, thậm chí còn đe dọa Nam Hàn bằng vũ khí hạt nhân nữa. Và vũ khí hạt nhân không chỉ gây thiệt hại cho đất nước bị tấn công, mà cũng sẽ ảnh hưởng nhiều quốc gia xung quanh nữa. Dạ đúng vậy. Sẽ làm cho rất nhiều người bị bệnh, chết và làm tổn hại sức khỏe, tinh thần, thể chất, tâm lý của họ. Nhiều thứ. Và dĩ nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh lương thực cho toàn thế giới.
Ý tôi là vậy, khi nói ông không cần phải làm gì hết, nhưng dĩ nhiên ông sẽ làm việc như điên, không như ông không phải làm gì hết, như kiến tạo hòa bình với các quốc gia khác trong thế giới Ả Rập, vân vân. Và Israel mất rất nhiều công sức. Dạ đúng, vâng, thưa sư phụ, mất rất nhiều công sức và một thời gian dài. Không dễ như được rồi, Trump gọi điện cho mọi người, giờ chúng ta hòa bình với nhau và thế là xong. Không phải như vậy. Tôi ước gì như thế. Ước gì thiên đàng có thể đến đây và kiểm soát mọi thứ. Dạ, nhưng lực lượng phủ định chúng bắt rễ ở đây. Dạ, thưa sư phụ. Và chúng đang gây ảnh hưởng ngày càng nhiều bằng cách tấn công và chiếm hữu những con người yếu đuối và ngay cả động vật, gây chiến với các nước láng giềng, với các nhóm cá nhân hoặc các quốc gia. Quý vị có thể thấy điều đó. Dạ đúng, vâng, thưa sư phụ. Nên thấy đó khi Trump tại vị, Nga thân thiện với Hoa Kỳ. Dạ đúng vậy, đúng ạ. Đến thăm, luôn luôn bắt tay, tôi đã thấy điều đó. Cười rộng đến mang tai. Ít ra, Nga hòa bình với người Mỹ và châu Âu. Nhưng nói quý vị hay, tôi rất thất vọng với sự lãnh đạo của Nga. Họ nhúng tay vào khắp nơi và họ rất hung hãn. Họ chẳng cần biết họ gây thiệt hại gì miễn là đạt được mục tiêu của họ. Hay cho dù không đạt được, ngay cả ở Phi Châu tôi thấy trên bản tin rằng Nga tra tấn người bản địa. Họ đến đó chiếm đóng một số vùng hoặc có mặt ở đó vì lý do nào đó và hành hạ những người dân bản địa và giết họ nữa. Ôi trời ơi, tôi đã thấy trên bản tin họ có một loại bàn tay kẹp bằng sắt. Dạ, bởi vì tôi nghĩ đó là lối suy nghĩ còn sót lại của chủ nghĩa cộng sản. Bọn họ nói, kết quả biện minh cho phương tiện, nghĩa là họ có thể làm bất cứ gì, dù có tàn bạo đến đâu và vô nhân đạo đến đâu, miễn là họ có thể làm điều đó tới khi thành công. Dạ, thưa sư phụ. Bởi vì bọn họ không tin thiên đàng và địa ngục, không tin giáo lý của Phật hay của Chúa Giêsu, không tin gì hết. Họ là như vậy. Chủ nghĩa cộng sản là không tin bất cứ gì về tôn giáo. Nên bọn họ không sợ làm những điều tồi tệ nhất có thể đối với con người, hoặc ngay cả đối với cư dân động vật. Một lần ở Sochi, tôi nghĩ nơi Thế vận hội đã diễn ra trước đây, Putin đã ra lệnh giết rất nhiều người thân chó, rất nhiều người thân chó trên đường phố, bởi vì ông ta nói để ngừa bệnh dại. Đó chỉ là cái cớ để làm thành phố trông sạch sẽ và đẹp đẽ cho Thế vận hội. Ví dụ như thế. Tôi không tin vào mọi học thuyết cộng sản này, bởi vì nếu bọn họ thực thi quyền lực của họ như thế, từ Liên Xô đến Trung Quốc và đến Âu Lạc Việt Nam hoặc đến bất cứ đâu, nếu họ thực thi những loại hành động tàn bạo này, thì tôi không tin vào bất kỳ học thuyết nào của bọn họ, cho dù họ có ý tốt cỡ nào khi quảng bá hệ thống của họ đến thế giới. Dạ đúng, thưa sư phụ. Thành ra, hầu hết thế giới vẫn còn trong hệ thống thế giới tự do. Và tôi rất mừng là như vậy. Tôi thật sự vui là nó như vậy. Nhưng nếu cuộc chiến ở Ukraine thất bại thì tôi không biết. Nhiều quốc gia khác cũng sẽ thua và chủ nghĩa cộng sản sẽ bành trướng hơn nữa. Với hệ thống hoàn toàn không có đức tin này, không có đức tin vào thiên đàng và luôn luôn khủng bố người ta tới khi họ phục tùng. Kinh khủng. Thật sự như thế. Nếu không, bọn họ tiếp tục dội bom mọi thứ như vậy để làm gì? Ngay cả những nơi không có dấu vết của sự hiện diện quân sự. Giống như một nơi nào đó mà người ta không thể tự vệ như bệnh viện, nhà trẻ, trường học, tầng hầm, nơi mọi người chỉ tụ tập ở đó để giữ an toàn. Dạ đúng, chỉ là thường dân, trẻ em, phụ nữ. Ôi trời ơi, nên đây thật sự là hết sức tà ác, thật sự còn tệ hơn ác quỷ. Bây giờ quý vị có thể thấy, những gì ta nói không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là logic. Tất cả là vì thế giới. Thực sự là như thế. Chỉ có những lãnh tụ và băng đảng tham vọng, tà ác này là không bao giờ thỏa mãn với những gì bọn họ đã có. Cứ tham lam, muốn chinh phục nhiều hơn hoặc kiểm soát láng giềng rồi đến thế giới. Với mưu đồ tà ác của bọn họ. Vậy đã đủ cho câu hỏi quý vị chưa? Dạ rồi, thưa sư phụ, cảm ơn ngài. Được rồi, câu kế. Cựu Tổng thống Brazil và ứng cử viên tổng thống hiện tại Lula da Silva đổ lỗi cho Tổng thống Zelensky về cuộc chiến ở Ukraine. Thưa sư phụ, ông nói có đúng không? Ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể trả lời quý vị. Dạ, thưa sư phụ, tôi mừng là anh hỏi cho những người khác. Chỉ là sao có thể nói thế cho được?
Zelensky tiếp tục yêu cầu hòa bình từ Nga, thậm chí trước đó. Dạ, trước đó mà không có điều kiện, và đã viết một lá thư cho Vladimir Putin, tổng thống Nga, gửi qua người bạn thân nhất của Putin, một trong những người bạn thân nhất và người ủng hộ của Putin, ông Abramovich, thậm chí gửi qua ông, bởi vì Zelensky lo rằng Putin sẽ không nhận thư của ông, bỏ qua một bên, hoặc có thể thư ký của Putin sẽ không muốn ông ta đọc thư đó nên đã đưa qua người bạn của Putin. Putin đã đọc lá thư và thậm chí đe dọa đánh đập Zelensky nữa. Chỉ yêu cầu hòa bình. Và rồi, đàm phán hòa bình bao nhiêu lần rồi? Nga không muốn hòa bình. Putin muốn Ukraine. Ông ta muốn kiểm soát Ukraine và kho thực phẩm khổng lồ. Dạ, thưa sư phụ. Để ông ta có thể khống chế châu Âu, châu Phi và các nước khác trên thế giới. Vì nguồn cung cấp thực phẩm. Quý vị hiểu không? Dạ, sư phụ. Vì thực phẩm rất thiết yếu cho mọi người, bất kỳ quốc gia nào. Dạ, đúng. Nên nếu kiểm soát được thực phẩm thì quý vị có thể kiểm soát tất cả mọi người. Quý vị nghe thấy không? Không có khí đốt, có lẽ mọi người có thể dùng củi để đun nấu, than để nấu hoặc năng lượng mặt trời, năng lượng từ gió, từ sóng, từ nhiệt. Tất cả thứ đó dùng để sưởi ấm nhà hoặc để nấu ăn. Nhưng không có thực phẩm thì con người làm sao sống được? Kiểm soát thực phẩm là điều tàn nhẫn nhất. Dạ thật vậy thưa sư phụ. Không có thực phẩm thì nấu với gì? Dạ đúng, dạ thưa hiểu thưa sư phụ. Không có dầu mỡ, họ có thể nhập khẩu dầu mỡ từ Venezuela, từ Libya. Ý nói cuối cùng cũng từ đâu đó, từ các nước Ả Rập. Không có thực phẩm, quý vị không thể làm gì hết. Dạ đúng thưa sư phụ, đúng vậy ạ. Cho dù quý vị có vàng, kim cương, dầu mỏ, khí đốt, nhưng không có thực phẩm thì nấu làm sao? Làm sao sống sót được? Dạ hiểu thưa sư phụ. Đó là lý do Nga muốn Ukraine. Putin thậm chí còn hạ độc bạn của ông ta, người gọi là bạn, người hỗ trợ. Ông tài phiệt đó, ông Abramovich, để nhận được sự cảm thông. Đôi chút PR, quan hệ công chúng. Ôi trời ơi! Nếu đó không phải là thủ đoạn của ma quỷ, thì là gì? Dạ đúng. Không có cách nào trốn thoát sự thật đó. Quý vị không thể giải thích khác hơn được. Ông Lula này, ông muốn trở thành tổng thống kế tiếp của Brazil, chống lại ông Bolsonaro, tổng thống đương nhiệm của Brazil. Nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ thua. À, tôi hy vọng, tôi ước ông ta sẽ thua dù gì đi nữa. Ông ta chỉ muốn gây ồn ào. Vâng, dạ hiểu. Ông ta hy vọng rằng Nga sẽ giúp ông ta giành chiến thắng. Chao ơi, nước Nga thì lớn. Bởi vì Hoa Kỳ sẽ không giúp ông ta. Nên Nga có thể. Bởi vì họ nghĩ Nga đã giúp Trump. Nhưng không phải như thế. Dạ đúng thưa sư phụ, vâng. Không hề, Trump đã tự thắng cử. Họ đổ lỗi cho đủ thứ cả để hủy hoại thanh danh của Tổng thống Trump. Tôi không thích như thế. Quý vị không thể thắng bằng cách hạ nhục người khác. Dạ đúng vậy. Như thế rất tiểu nhân, rất ti tiện. Dù gì, sao Tổng thống Zelensky lại không muốn hòa bình chứ? Nói tôi nghe. Ông đang là một Tổng thống tại vị, thoải mái và mọi thứ đều tốt. Tới khi Nga xông vào, xâm lược và giết dân của ông. Có. Thế mà, ông vẫn kiên nhẫn và cử một phái đoàn để đi thương lượng hòa bình với Nga. Dạ đúng, thưa sư phụ. Và bây giờ đổ lỗi cho Zelensky. Ai làm như thế thì hoặc là tà ác, hoặc là ngu ngốc. Ôi trời ơi, ông Mỹ này muốn gây ồn ào chỉ để tham gia chính trường. Bởi vì ông ta đã bị đổ lỗi gì đó trước đây rồi. Dạ. Và giờ danh tính ông ta đã được minh oan. Không biết có thực sự được minh oan hay không. Và ông ta muốn trở thành tổng thống kế tiếp. Ông ta đã vận động cho cuộc tranh cử tổng thống rồi. Nên ông ta chỉ muốn xen vô. Hoặc để gây ồn ào, hoặc để làm hài lòng Nga, hoặc gì đó. Quý vị không thể đổ lỗi cho Ukraine. Dạ hiểu thưa sư phụ, không bao giờ nó làm vậy. Ví dụ Ukraine muốn gia nhập NATO, đó là quyền của họ. Dạ, họ muốn gia nhập nơi đâu thì họ gia nhập. Họ là quốc gia tự do mà, trời ơi. Họ có chủ quyền của riêng họ. Họ có thể gia nhập bất kỳ nơi nào họ muốn. Quý vị thấy đó, nếu NATO nhận Ukraine ngay lập tức, như ta đã nói, điều đó sẽ giúp dân Ukraine tự tin hơn để chiến đấu cho tự do, cho thế giới, chứ không phải chỉ riêng Ukraine. Và đồng thời, người dân sẽ cảm thấy chính đáng.
và các linh hồn đã khuất sẽ cảm thấy an ủi phần nào, biết rằng sự hy sinh của họ cho tự do và dân chủ không vô ích. Dạ, thưa sư phụ. Thành ra, NATO lẽ ra phải nhận Ukraine rồi. Dạ, thưa sư phụ. Bởi vì Nga nói nếu Ukraine gia nhập khối NATO thì họ sẽ xâm lăng Ukraine. Nhưng Nga đã xâm lăng Ukraine rồi. Vậy thì Ukraine còn gì để mất nữa? Vì vậy, Zelensky không có lỗi. Cũng có thể là ông Lalu hoặc Lula. Dạ, Lula. Lula, có lẽ ông ta ganh tị bởi vì ông ta nói mọi người ca ngợi Zelensky thay vì thương lượng. Họ đã thương lượng. Nga thậm chí còn hạ độc các nhà đàm phán Ukraine đến đó để đàm phán hòa bình. Theo luật cổ đại, khi hai quốc gia có chiến tranh, quý vị không hại sứ giả. Dạ, thưa sư phụ. Nhưng quý vị có thể thấy Nga là tiểu nhân, quá hèn, hạ cấp. Họ thậm chí còn hạ độc đối thủ. Hạ độc người của chính họ chỉ để làm mờ mắt dân chúng. Chỉ để được đôi chút cảm thông hoặc để đánh lạc hướng thế giới tự do. Thật sự hạ cấp. Nhưng đó là luật thời xưa. Khi hai quốc gia đang có chiến tranh, họ không được hại sứ giả. Như Ukraine đã cử người đến các cuộc đàm phán hòa bình, đó là sứ giả của họ. Bọn họ thậm chí hạ độc ông. Vậy, không còn gì, không cần nói chuyện với Putin nữa, chỉ cần hạ bệ ông ta, càng sớm càng tốt cho thế giới. Không chỉ cho Ukraine, mà còn cho cả thế giới trước khi mọi người chết đói và trước khi nhiều người hơn trở thành tàn tật, què quặt và chết trong đau đớn. Dạ, Putin phải đi khuất mắt. Nhưng tôi lo nếu Putin đi khỏi, tôi không biết sẽ có ai tốt hơn lên giữ vị trí đó hay không. Đúng vậy ạ, bởi vì ông ta sẽ chọn người ông ta ưa thích. Ồ, dạ, đúng vậy. Và người ông ưa thích nghĩa là cùng trong bầy ác quỷ với nhau. Chẳng tốt đẹp gì hơn. Nhưng giải pháp là ăn thuần chay. Đó là như thế. Nếu chúng ta ngừng giết chúng sinh khác thì chúng ta sẽ không bị giết trong chiến tranh nữa. Hòa bình sẽ trường tồn mãi mãi. Nếu chúng ta ban hòa bình cho chúng sinh khác, chúng ta sẽ có hòa bình. Đó là luật nhân quả. Được rồi, còn gì nữa? Gần đây, Tổng thống Macron nói rằng nỗ lực xin gia nhập EU của Ukraine sẽ mất nhiều thập kỷ. Ông đề nghị Ukraine tham gia một cộng đồng chính trị song song của EU, trong khi chờ trở thành thành viên. Điều này có tốt cho Ukraine không, thưa sư phụ? Tôi không nghĩ đó là một kế hoạch trung thực, bởi vì gần như là không có gì hết. Không phải là thành viên chính thức của Liên minh châu Âu, thì hầu như được, chúng tôi chưa biết. Tôi không biết tại sao ông Macron lại đưa ra loại đề xuất ngược với toàn bộ Liên minh châu Âu. Bởi vì người lãnh đạo EU, bà sếp, nói rằng Ukraine có thể gia nhập EU nội trong vòng vài tuần. Không phải nhiều năm. Và bây giờ ông nói hàng thập kỷ. Tôi không biết ông muốn theo ai. Không biết ông muốn theo Nga hay ông muốn theo EU. À, dạ. Sao ông nói như thế, thưa sư phụ? Có một vài ý kiến vừa lóe lên trong đầu tôi. Có thể ông chỉ muốn là một người lãnh đạo, nhưng trong hướng sai lầm. Dạ. Biết không, đàn ông thích làm sếp. Hiểu chứ? Có lẽ ông không muốn nghe theo bà von der Leyen, sếp nữ của EU. Vì bà là phụ nữ. À, dạ, thật khó làm việc trong thế giới đàn ông, nhưng ông phải nên tốt hơn. Vì sự đoàn kết của châu Âu. Vì ngay lúc này, châu Âu cần đoàn kết để chống lại Nga. Trừ khi ông thân Nga, vì có lẽ ông sợ vũ khí hạt nhân. Nhưng Pháp cũng có vũ khí hạt nhân cơ mà. Tôi nhớ cách đây rất lâu, dưới thời một cựu tổng thống khác, họ đã thử nghiệm một quả bom hạt nhân và tổ chức Green Phi đã lên tiếng phản đối. Vì vậy, Pháp không nên sợ Nga vì vũ khí hạt nhân. Dạ, thưa sư phụ. Nên tôi không biết sao ông làm thế này. Có thể ông ghen tị hoặc có lẽ ông không thấy dễ chịu khi mọi người trên thế giới ca ngợi Zelensky và đến đó để giúp Ukraine, thể hiện sự ủng hộ và thăm Zelensky. Là đàn ông, họ cảm thấy như có đối thủ khác. Dạ, thưa sư phụ. Và Pháp lớn hơn nhiều so với Ukraine và có uy tín hơn. Dạ, thưa sư phụ. Người dân Pháp, họ cảm thấy gì đó. Và Ukraine nằm trong châu Âu. Vậy tại sao châu Âu
lại bỏ mặc hoặc bỏ rơi Urena như thế, nhất là trong thời điểm cần thiết. Dù gì đi nữa, Urena là một nước láng giềng. Theo giáo lý Thiên Chúa Giáo nói rằng, quý vị phải thương yêu láng giềng, nhất là khi người hàng xóm tốt đến như vậy. Bây giờ, Urena đã chiến đấu quá cực khổ và thành công. Thì châu Âu nên tự hào để tiếp nhận, kết nạp Urena vào Liên minh châu Âu chứ. Dạ, thưa sư phụ. Trước đây, đáng lẽ họ phải nhận Urena rồi, để bảo vệ Urena. Dạ, thưa sư phụ, đoàn kết thì sống. Dạ, đúng. Thêm nhiều hàng xóm thì tốt hơn là chỉ có một người hàng xóm bị kẻ sát bên bắt nạt quấy rối. Nhưng vì lý do nào đó, EU đã không nhận. Dù lý do gì đi nữa cũng không phải là lý do chính đáng và bây giờ Urena đang cần. Nếu bất kỳ ai ở châu Âu, bất kỳ nhà lãnh đạo nào ở châu Âu mà vẫn còn muốn từ chối Urena hoặc cố làm suy giảm thân phận của Urena, thay vì để Urena trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, họ phải trả lời với chính họ. Họ phải trả lời với lương tâm của chính họ. Tôi không hiểu nổi. Bản thân tôi sẽ không làm điều đó. Nếu tôi là lãnh đạo của bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh châu Âu, tôi sẽ ngay lập tức chấp nhận Urena để bảo vệ với hết sức của tôi. Đó là những gì tôi sẽ làm. Bây giờ Urena cần láng giềng quý vị, cần quý vị. Quý vị không thể bỏ mặc và nói, ồ, không quan trọng. Hoặc cố gắng coi nhẹ và theo phe kẻ bắt nạt. Đến giờ mọi người đều biết Nga là kẻ xâm lược và Urena là nạn nhân. Vì vậy, tôi không biết tại sao có người không cố gắng giúp nạn nhân càng nhiều càng tốt. Dạ, hiểu. Và việc kết nạp Urena và Liên minh châu Âu không làm họ mất mát bất cứ gì, chỉ là có thêm sự tăng cường cho Liên minh châu Âu. Mạnh mẽ hơn, thêm sức mạnh. Dạ, đúng vậy. Đặc biệt, Urena đã là một lực lượng phòng vệ tốt, không chỉ cho đất nước của họ, mà cho cả châu Âu và sự tự do của thế giới nữa. Giống lại Nga, kẻ bắt nạt. Vì vậy, tôi thực sự không hiểu. Tôi chỉ có thể nghĩ thế thôi. Tôi không biết tại sao Macron lại muốn đi ngược lại cả thế giới. Lẽ ra ông ấy cũng nên đến thăm Urena khi ông đã tái đắc cử là tân tổng thống. Bởi vì đó là điều đáng chúc mừng. Kiev sẽ hẳn rất vui khi thấy ông được tái cử. Ồ, dạ, dạ. Tôi cũng rất vui. Tôi nghĩ có lẽ ông tốt hơn nhiều so với người kia. Tôi nghĩ bà Le Pen thân Nga. Đó là những gì mọi người nói. Dạ, thưa sư phụ, cách bà hành động hoặc nói chuyện. Nhưng bây giờ có vẻ như ông cũng thân Nga hay sao đó. Tôi không biết ông nghĩ gì trong đầu. Tôi chỉ có thể đoán một vài ý nghĩ như thế thôi. Vì sự đoàn kết của châu Âu lúc này quan trọng hơn là ngã chấp của ông. Dạ, thưa sư phụ, vì để chống lại Nga, họ phải thể hiện một liên minh đoàn kết. Dạ đúng. Và cũng không nên sợ Putin vì họ cũng có vũ khí hạt nhân. Khi liên quan tới điều đó. Dạ. Hoặc có thể ông ta đang sợ hãi, một người sợ hãi, tôi không biết. Bên trong ông đang sợ hãi hoặc có gì đó. Vì lần trước Nga đã đe dọa ông ta hoặc đe dọa Pháp, nhớ không? Có lẽ ông đang sợ hãi nhưng ông không nên như vậy. Ông là nhân vật quan trọng. Và nước Pháp là cường quốc. Pháp phải nên là một trong những vai trò lãnh đạo, một trong những nước lãnh đạo trong khối Liên minh châu Âu. Nhưng không, đi sai hướng như thế. Dạ, thưa sư phụ, bây giờ mấy nên biết người dân Urena đã chịu khổ như thế nào, gồm cả phụ nữ và trẻ em. Giả sử vợ hoặc các con của ông ta bị hãm hiếp và sát hại như vậy, ông ta sẽ cảm thấy ra sao? Dạ, hiểu, thưa sư phụ. Và ông rất thương vợ. Giả sử người Nga đến Pháp và thực hiện những hành động tàn bạo như họ đã làm ở Urena, liệu ông có thích điều đó không? Tất nhiên không ạ. Dĩ nhiên là không. Vì vậy, tôi không biết tại sao ông lại nói ngược lại với bản năng nam tính muốn bảo vệ của mình. Hoặc có một ý nghĩ khác. Có thể ông ấy bị Putin ảnh hưởng. Có thể ông thích Putin. Vì thế lực phủ định này, họ cũng có một cách để quyến rũ con người. Thật là khủng khiếp. Và bây giờ, nhiều người trong số họ đang ở trên ghế lãnh đạo. Dạ, thưa sư phụ. Và họ có cơ hội gặp gỡ và ảnh hưởng đến nhiều người, bao gồm bất kỳ tổng thống nào có khuynh hướng suy nghĩ không tích cực do ngã chấp
hoặc do sự bền vững của quyền lực. Tôi thực sự không thể giải thích rõ. Nếu trong đầu quý vị có suy nghĩ tiêu cực nào đó, ngược với lợi ích chung của nhân loại, thì lực lượng phủ định có thể dễ dàng lôi quý vị về phía họ. Nếu quý vị là người yếu đuối và ngây thơ, hoặc có thể không mạnh mẽ theo khuynh hướng tích cực, thì quý vị rất dễ bị lực lượng phủ định ảnh hưởng. Dạ, sư phụ, cũng có một số người khác hoặc bị lực lượng phủ định ảnh hưởng, hoặc cũng đang làm việc cho chúng ở châu Âu. Một số nhà lãnh đạo, tôi không muốn đề cập đến bây giờ, nhưng nếu quý vị xem bản tin, quý vị sẽ biết là ai. Dạ, thưa sư phụ, tôi chỉ mệt mỏi khi đề cập đến tất cả những phủ định đang diễn ra. Có gì không rõ về câu hỏi hoặc câu trả lời này không? Dạ, rất rõ ràng, sư phụ. Có được không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Vậy tốt, không có chi. Được rồi, còn gì nữa? Dạ, thưa sư phụ, vì Francisco đổ lỗi cho NATO và những người khác vì cuộc chiến Ukraine, điều này có đúng không, thưa sư phụ? Tôi cũng có đọc tin đó. Lão nói rằng đó là lỗi của NATO, bởi vì NATO sủa trước cửa nhà của Nga. Cửa nhà của Nga nghĩa là gì? Cửa nhà của Putin ở đâu? Cửa nhà của Nga ở đâu? Nước nào cũng có láng giềng. Đúng vậy, dạ. Vậy đâu là giới hạn? Làm sao Phi Francisco, được gọi là nhà lãnh đạo tâm linh, lại đi ví nhiều quốc gia gia nhập NATO như chó? Dạ đúng, thưa sư phụ, dạ. Không thể biện minh kiểu đó được. Đối với chó cũng không đúng. Bởi vì chó không làm điều gì sai trái bao giờ. Thành ra cả thế giới mới yêu thương chó. Dạ thật vậy, thưa sư phụ. Và so sánh NATO với chó là sự sỉ nhục vô cùng. Dù sao nói thế là rất nhục mạ đối với NATO và tất cả đồng minh này. Họ, NATO không đáng bị như thế. Và dẫu sao thì cho dù chó sủa ở cửa, quý vị cũng không đi ra giết tất cả những chú chó khác mà chẳng liên quan gì tới mình. Thậm chí chẳng sủa ở cửa của quý vị nữa. Quý vị thấy đó, gia nhập NATO là chuyện tình nguyện và người ta rất muốn gia nhập thì họ có thể gia nhập, chứ không như Nga ép buộc Ukraine trở thành thành viên khối Liên Xô. Đó là chuyện khác. Ngoài ra nói thế là sự sỉ nhục đối với chó. Bởi vì chó không bao giờ có gì liên quan tới chiến tranh, sự tàn nhẫn và kinh tởm của con người trong mọi thể loại. Trong khi đó, con người luôn thể hiện bản chất man rợ, hung bạo đối với chó nói riêng, chứ chưa nói chi đến mọi người thân động vật và con người. Dạ, đúng vậy. Như con người lạm dụng bản chất hiền lành, tử tế của người thân chó để hành hạ họ bằng đủ thứ điều, tra tấn họ đủ mọi cách, ngoại trừ những người tốt bụng mà nhận người thân chó vào như những người trong gia đình. Tôi ca ngợi những người này. Dạ, sư phụ. Nhưng mặt khác, có những người tra tấn chó bằng một cách đáng kinh tởm, như lột da sống họ mà không dùng thuốc mê, để lấy da và thịt như ở Trung Quốc, Thái Lan, vân vân. Dạ đúng, thưa sư phụ. Hành động tàn bạo của nhân loại đã làm rúng động thiên địa, gây ra nghiệp quả, khiến người vô tội cũng như người có tội trên thế giới phải trải qua khổ sở, đau đớn và thống khổ từ rất nhiều tai họa và bệnh tật, những bệnh nan y hoặc đại dịch chẳng hạn. Dạ, thưa sư phụ. Và chúng ta không biết ngừng. Hiện giờ và từ xa xưa, ngay cả tấn công đồng loại của mình như trong chiến tranh. Dạ. Nếu P. Francisco không biết gì rõ hơn về lịch sử tàn nhẫn của nhân loại, thì lão nên câm miệng như ta đã nói nhiều lần trước đây. Dạ, thưa sư phụ. Bởi vì lão ta ăn thịt sống nên cái miệng nhiễu máu tanh của lão không nói được lời nào an ủi và thông cảm cho các nạn nhân vô tội mà chỉ sát muối vào vết thương của họ. Cho nên, đây là sự tàn nhẫn mà thậm chí không cần ngụy trang. Tàn nhẫn công khai. Dạ. Và tôi không biết có còn ai tin vào Chúa Giêsu Kitô hoặc lòng tin thương xót của Chúa Trời mà vẫn chấp nhận lão là người lãnh đạo của họ. Xin Thượng Đế giúp chúng ta. Thượng Đế giúp chúng con. Ôi Thượng Đế ơi. Dạ đúng, thưa sư phụ.
Không biết loại người nào mà thốt ra lời lẽ vô lý và ngu ngốc đến như thế, như thể khuyến khích chiến tranh. Chứ chưa nói tới người gọi là giáo hoàng, lãnh đạo giáo hội công giáo. Dạ, thưa sư phụ. Ôi, ta thật kinh hoàng và ghê tởm. Lão này thật đáng kinh bỉ. Vì lão về hùa với kẻ xâm lăng kinh tởm, thay vì binh vực các nạn nhân thống khổ, đau đớn, đáng thương. Vậy quý vị có thể thấy rõ ai là ác quỷ rồi. Dạ thấy, thưa sư phụ. NATO đã thực sự cố gắng tránh chiến tranh. NATO chưa bao giờ tỏ ra hung hãn với nước nào khác, ngoại trừ khi phải phòng thủ. Dạ, thưa sư phụ, cuộc chiến này chỉ do mình Nga, Putin thôi. Không phải lỗi của ai khác. Kể từ Crimea rồi. Dạ, thưa sư phụ. Và rồi tới Donetsk, và rồi sau đó là gì nữa? Luhansk. Luhansk. Và bây giờ Putin muốn Ukraine. Bọn họ không thể chiếm Kiev, tổn thất quá nặng nề nên bọn họ đã quay trở lại khu vực ly khai, kiếm cớ giải phóng người dân ở đó. Chắc rồi, mọi người đều được giải phóng. 12 triệu người đã được giải phóng ra khỏi đất nước, nhà cửa, cánh đồng, công việc kinh doanh, người thân yêu của họ và mọi thứ khác mà họ trân quý. Đây là kiểu giải phóng độc ác xấu xa, không phù hợp với bất kỳ nơi nào khác. Không quốc gia nào làm điều này ngoại trừ đất nước của ác quỷ, những kẻ xấu xa, độc ác như Putin và băng đảng của ông ta. Tôi đã bảo quý vị rồi, Phi Francisco này, lão không đáng được gọi là giáo hoàng. Đó là lý do chúng ta gọi lão là Phi. Phi như chữ Phi Phi, tiểu tiện. Dạ, thưa sư phụ, lão cũng chẳng bận tâm. Lão quá bình an vô sự và một số người vẫn kính trọng lão. Dạ. Và chỉ tận hưởng mọi địa vị này. Nhưng nói vì hay, tôi đọc trong bản tin rằng các tín hữu từ giáo hội công giáo đã rời bỏ giáo hội với con số chưa từng thấy trước đây. Ôi chao. Vì vậy, một số nhà thờ trống không. Một số nhà thờ phải đóng cửa vì không có thu nhập để duy trì. Và yêu cầu Vatican giúp đỡ về tài chính. Và Vatican từ chối. Nhà thờ trống không mà họ giữ để làm gì? Hoặc chỉ có một số cư dân chó mèo đến đó ẩn náu. Trời ơi! Người ta không tin nhà thờ nữa. Họ nên có nhà thờ để nương náu. Dạ, sư phụ. Trong cuộc sống căng thẳng, họ cần một nơi nào đó để đi vào cầu nguyện, tin tưởng và nương náu trong lòng họ. Và về mặt tinh thần, tâm lý, nhưng các ác quỷ gọi là linh mục đã phá hỏng tất cả. Bọn chúng lấy đi nơi nương náu của mọi người, nơi thánh thiện như nhà thờ. Nên bây giờ các nhà thờ trống không. Không thể đổ lỗi cho người ta. Họ đã mất niềm tin. Họ không chỉ mất niềm tin thôi, mà họ còn mất hạnh phúc của mình. Mất nơi nương tựa trong đời họ. Và họ cũng sẽ cảm thấy rất lạc lõng. Nhiều người, họ sẽ cảm thấy tồi tệ, sẽ cảm thấy tâm trống trải, cảm thấy lạc lõng trong đời sống. Không có nơi nào để nương tựa. Đây là điều tồi tệ nhất mà những ác quỷ gọi là linh mục này đã gây ra cho họ. Không chỉ lạm dụng tình dục con cái của họ. Quý vị nghe ta nói không? Dạ nghe. Nên không có gì mà nước tiểu Francisco nói mà đáng giá một xu nào nữa. Dạ thưa sư phụ, đúng vậy ạ. Tôi không bận tâm về gã ác quỷ đó. Ác quỷ không phải người. Nếu lão là con người, lão sẽ không nói bất kỳ điều gì gây tổn hại cho một quốc gia đang đau đớn, thống khổ như thế. Đúng ạ, dạ, thưa sư phụ. 12 triệu người hiện đang không có nhà cửa rồi. Thế mà lão vẫn còn thời gian. Sau khi uống vài ly rượu, dĩ nhiên bị say và rồi nói bất kỳ điều gì, hoặc chỉ là có ác tâm ủng hộ ác quỷ. Bất kỳ điều gì lão nói thì chỉ như để che đậy những việc làm tà ác của Nga, của Putin. Dạ hiểu, anh thưa sư phụ. Nếu nói điều gì như thế, quý vị cũng tà ác như vậy. Quý vị cũng như đồng lõa với Nga. Dạ đúng vậy. Đồng lõa với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và tất cả những đau khổ mà dân Ukraine phải trải qua. Vậy nếu đây không phải là việc làm của ác quỷ, thì là gì? Quý vị nói tôi nghe. Nếu lão không làm việc cho quỷ Satan, cho ác quỷ, thì lão đang làm cho cái gì đây? Không phải cho nhân loại, chắc chắn là không, phải không? Dạ phải, thưa sư phụ.
Đúng, bây giờ quý vị biết rồi. Còn gì nữa không? Dạ còn, thưa sư phụ, chúng con có một số tin vui. Được, một hội nghị tài trợ quốc tế được tổ chức ở Warsaw, Ba Lan ngày 5 tháng 5 đã huy động được khoảng 6,5 tỷ Âu Kim cho Ukraine. Chà, các quốc gia như Pháp, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Latvia và những nước khác đã cam kết hàng triệu Âu Kim để hỗ trợ những nỗ lực nhân đạo và quân sự ở Ukraine. Tốt lắm. Tốt nhất là kết thúc cuộc chiến để chúng ta không phải nhìn thấy con người, trẻ em và người già chịu khổ nhiều vậy nữa và có thể tái thiết Ukraine. Dạ, tốt nhất là ngừng chiến tranh. Nếu không, chỉ phí phạm tiền bạc. Dạ, đúng. Luôn luôn quý vị cứu người ở đây và rồi Putin giết người ở đó. Dạ, tà ác, độc ác. Tên độc ác, những bang đảng độc ác và tạo ra một tiếng tăm xấu, rất xấu cho đất nước ông ta, cho Nga. Ông ta không xứng đáng để có người dân của ông. Ông ta không xứng đáng làm tổng thống của một nước vĩ đại như vậy. Dù sao thì ông ta cũng là ác quỷ. Nói tôi nghe kế tiếp là gì? Dạ thưa sư phụ, ngày 8 tháng 5, Tổng thống Zelensky trao huy chương cho người thân chó giò mịn nổi tiếng của Ukraine. Người thân chó tên Patron. À thế à? Và người chăm sóc để công nhận sự phục vụ tận tâm của họ. Bạn chó Phát Trông đã phát hiện hơn 200 quả mìn kể từ cuộc xâm lược của Nga. Giải thưởng đã được trao với sự hiện diện của Thủ tướng Canada, ngài Justin Trudeau, trong chuyến thăm Kiev của ông. Hay quá, phải rồi, Trudeau cũng đã đến. Vậy tốt, thật dễ thương, thật dễ thương. Chú chó vẫy đuôi đầy cảm kích. Chú thậm chí không phải chuyên gia. Người chủ của chú chó, người chăm sóc chú, chỉ vô tình phát hiện rằng chú có thể dò mìn. Hay quá. Tài năng thiên bẩm thiên đàng gửi xuống để giúp người Ukraine. Tuyệt. Bởi vì 200 quả mìn này sẽ gây thương tật cho nhiều người trong tương lai. Dạ đúng. Hoặc bây giờ và cũng trong tương lai nữa, nếu họ vô tình đạp phải những quả bom mìn này, nên chú chó là một đại anh hùng và đẹp nữa. Tôi sẽ ôm chú. Tôi nhận nuôi chú bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ chú đã trở thành bảo vật của Ukraine rồi, nên không ai có thể đụng vào chú. Không ai có thể nhận nuôi chú. Chà, dù sao tôi có đủ các bạn chó rồi, tôi không có thời gian cho gì khác. Nhưng chú quá dễ thương, cũng quá đẹp. Quá đẹp. Chú sủa ông Trudeau. Tôi đã thấy, tôi đã nghe. Không phải sủa vì hung hăng, mà chỉ là hoan nghênh. Dễ thương quá. Vì Thủ tướng Trudeau cam kết hàng triệu đô la để giúp Ukraine. Cha. Nên chú đã sủa hoan nghênh ông bởi vì ông nói, cậu bé ngoan, cậu bé ngoan. Làm tốt lắm, giỏi lắm. Được rồi, chuyện đó tốt. Còn gì nữa? Ngày 5 tháng 5, Tổng thống Zelensky đã mời Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Đức Steinmeier đến Kiev. À, tốt lắm. Dạ, ông thật sự đã mời hai vị này và toàn bộ chính phủ Đức. Vậy dường như họ đang cải thiện mối quan hệ. Và Steinmeier và Zelensky đã có một cuộc điện đàm và kết quả là cuộc điện đàm hữu ích. Ukraine làm tốt lắm. Zelensky làm tốt lắm. Dạ, thưa sư phụ. Làm tốt là quý vị kết bạn. Thêm bạn còn hơn thêm thù. Và cần thêm bạn vào lúc này. Làm tốt lắm, giỏi lắm. Làm giỏi. Quý vị biết đấy, con người đôi khi làm lỗi. Dạ, bởi vì Tổng thống Đức, ông cũng là con người. Và có lẽ ông cũng bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh ông. Dạ, thưa sư phụ. Cố vấn cho các tổng thống hoặc cho các nhà lãnh đạo rất quan trọng. Nếu các cố vấn khai ngộ họ giỏi, thì tổng thống sẽ có uy tín tốt. Nếu không, thì chúc may mắn. Dạ đúng vâng, thưa sư phụ. Thế thì thật tốt là Kiev kết bạn như Tổng thống Abraham Lincoln của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói tôi tiêu diệt kẻ thù bằng cách biến họ thành bạn của tôi. Dạ. Làm tốt lắm, giỏi lắm. Tôi rất vui khi nghe tin đó. Thật sự tôi rất vui. Dạ, cảm ơn thiên đàng. Đó thật sự là tin vui. Ukraine cần thêm sự hỗ trợ, thêm bạn. Dạ, thưa sư phụ. Nên giảng hòa, nếu có hiềm khích ở bất cứ đâu. Chỉ có Nga, quý vị không thể kết bạn với họ. Quý vị họ không muốn làm bạn với quý vị. Dạ, đây là vấn đề. Nhưng dù Nga ngừng lại bây giờ, vẫn tốt hơn là không bao giờ. Dạ, và chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ quốc tế. Nhiều chiến tranh đã xảy ra, nhưng cuối cùng,
thế giới vẫn gần lại với nhau. Dạ. Vì vậy, Nga nên học tất cả điều này. Ý nói Putin và các bạn đảng của hắn hoặc những người Nga ủng hộ chiến tranh nên rút ra các bài học từ lịch sử. Dạ đúng, vâng thưa sư phụ. Tất cả những kẻ độc tài rồi cũng chết. Phần lớn chết khủng khiếp như Hitler. Dạ đúng thưa sư phụ. Dạ sư phụ. Còn gì nữa? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu Thủ tướng Đức cố gắng hết sức để giúp tránh chiến tranh ở Ukraine leo thang. Thưa sư phụ, ngài nghĩ thế nào về điều này? Vậy là tốt. Tốt khi nói được như thế, nghĩ được như thế. Nhưng ông Bình nên nói điều đó với Putin. Bởi vì phương Tây đâu có khởi sự. Đức Quốc đâu có khởi sự cuộc chiến. Đức Quốc chưa có hành động gây hấn nào với Nga cho tới nay. Thật ra, Đức còn cố gắng che đậy cho Putin. Bởi vì họ cần dầu mỏ, khí đốt và những thứ khác nữa. Dạ, sư phụ. Vậy tại sao Chủ tịch Bình lại bảo phương Tây phải cố hết sức để ngưng cuộc chiến? Dạ hiểu, đó là Putin, kẻ khởi sự cuộc chiến một cách vô cớ. Nên chính Putin phải chấm dứt nó. Dạ đúng. Còn gì nữa? Thưa sư phụ, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đọc diễn văn trước Quốc hội Ukraine qua liên kết video. Và ông nói phương Tây hành động quá chậm trước cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine và đã không đồng lòng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Vladimir Putin. Và rồi Tổng thống Zelensky miêu tả Vương quốc Anh và Ukraine là huynh đệ. Ồ, đúng rồi, hoan hô, tôi ủng hộ ông Boris. Những gì ông nói, tôi đồng ý. Quý vị biết Elon Musk chứ? Dạ biết. Ông bị Nga đe dọa, và bây giờ ông đang lo cho tính mạng của ông. Ồ, dạ, chúng con có nghe thưa sư phụ. Bởi vì ông đã giúp Stalin. Dạ, đúng vậy. Nếu không, Ukraine sẽ không có bất kỳ hệ thống thông tin liên lạc nào nữa. Nga đã phá hủy hết. Vâng, thưa sư phụ. Cho nên vì điều đó, Nga trách cứ Elon Musk. Nhưng ông cũng để Nga sử dụng. Bởi vì ông nói, xin lỗi, tự do ngôn luận là tự do ngôn luận. Ông không thể chỉ cho Ukraine dùng và chặn Nga. Tuy nhiên, Nga đe dọa ông. Từ cấp cao nhất, người có quyền lực nào đó. À, thôi kệ. Và vì thế, ông nói nếu ông chết trong bất kỳ hoàn cảnh bí ẩn nào, thì ý ông là mọi người nên biết tại sao. Và ông kiểu như đã nói lời tạm biệt rồi, đại khái vậy. Đó là vấn đề khi nổi tiếng và muốn giúp thế giới. Dạ, có cái giá phải trả. Có lẽ quý vị có thể thoát được, nhưng không có nghĩa quý vị có thể có sự tĩnh lặng trong tinh thần hoặc được an tâm. Quý vị biết, luôn luôn có nguy hiểm rình rập xung quanh, bị đe dọa chính thức hay không? Vâng, thưa sư phụ. Nhưng Musk trông đợi gì cơ chứ? Ông muốn đấu vật với Putin mà. Và ông muốn giúp Ukraine. Với cái này, cái kia, Stalin không phải là thứ duy nhất mà ông giúp. Tôi nghĩ cũng còn nhiều thứ khác. Tôi quên hệ thống nào, thứ nào khác mà ông đã giúp Ukraine. Nhưng nếu ông muốn trở thành người hùng, thì đó là cái giá phải trả. Ông nên vui rằng hiện giờ ông vẫn có thể nói chuyện. Dạ đúng. Dĩ nhiên, bây giờ ông nói, bởi vì nếu ông đợi cho đến khi ông bị bịt miệng, thì ông không thể nói được nữa. Khi bọn họ bịt miệng ông, thì thế là xong. Dạ đúng. À, tôi chúc cho ông bình an. Và cầu nguyện rằng ông tiếp tục sống để giúp bất cứ ai cần những thiết bị và nhân tài của công ty ông. Vâng, thưa sư phụ, nổi tiếng và giàu có luôn luôn là một nguy cơ. Dạ đúng, mọi người ganh tị với mình, giống như ông Lula. Ông ta có lẽ ganh tị với sự nổi tiếng của Zelensky. Dĩ nhiên, mọi người đều khen ngợi Zelensky thế này, Zelensky thế kia, và cả thế giới đã đến Kiev để gặp ông. Ngay cả đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đến. Vâng, đúng vậy. Để gặp đệ nhất phu nhân Ukraine. À, tốt. Cuối cùng phải đến, đúng không? Dạ. Nếu họ không đến thì còn gì nữa? Không thể đối diện với thế giới, phải không? Dạ, mọi người đều đã đến rồi. Phải, trời ơi. Chào ơi, cuối cùng phải làm gì đó. Vâng, thưa sư phụ. Nếu không phải ông chồng thì ít ra là vợ đến. Chà, vậy cảm ơn quý vị.
Còn gì nữa? Dạ thưa sư phụ, tàu chở hàng thứ nhì với đài ngũ cốc của Orina đã rời cảng Constanța thuộc Romania. Tuyệt vời. Và chuyến tàu thứ ba chắc có lẽ khởi hành vào giữa tháng 5. Tuyệt vời, làm sao họ đi được? Không bị Nga kiểm soát sao? Bằng cách nào đó họ dùng tuyến đường Romania. À hiểu rồi, cảm tạ Thượng Đế. Cảm tạ Thượng Đế, họ đã tìm ra cách. Nga kiểm soát nhiều cảng quan trọng rồi. À cảm tạ Thượng Đế cho điều đó, cảm tạ thiên đàng. Xin chăm sóc thế giới chúng tôi. Không có thức ăn, họ không thể sống sót. Thành ra tôi đã nói với quý vị, chúng ta nên luôn luôn biết ơn rằng chúng ta có thức ăn. Dạ thưa sư phụ, và chúng ta có nơi trú ẩn và chúng ta có hòa bình lúc này. Quý vị không bao giờ biết, thế giới điên rồ này, bất cứ gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một cách bất ngờ. Và bây giờ, COVID cũng đang bùng phát rồi này kia, ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia. Không chỉ các quốc gia liên quan, như Trung Quốc và chính sách không COVID, ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp. Quý vị biết điều đó, phải không? Dạ biết thưa sư phụ, không thể tránh, không thể tránh được. Không phải như chính phủ Trung Quốc thích làm vậy. Họ cũng chỉ muốn bảo vệ người dân. Nhưng rồi, những người bị cách ly, bị phong tỏa trong toàn thành phố họ chịu khổ, quý vị thấy không? Một số không có thực phẩm giao đến cho họ và đủ thứ như thế, bởi vì các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt. Ôi trời ơi, đau khổ trên thế giới này quả là bất tận. Trời ơi, trời ơi. Bao giờ mới kết thúc đây? Được rồi, câu kế có không? Thưa sư phụ, Orina và Nga đã thông báo rằng tất cả người cao niên, phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán từ các xưởng thép Azovstal ở Mariupol. Một hoạt động sơ tán đã bắt đầu cách đây một tuần. Tin mừng, hoạt động này do Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp. Phải. Và Orina nói hơn 300 thường dân đã được giải cứu khỏi nhà máy trong khoảng thời gian 3 ngày. Đó chỉ là phần nhỏ của thực trạng hàng ngàn người chết ở Mariupol. Hơn 10.000 người. Không biết giờ có thêm bao nhiêu nữa. Tin đó đã lâu rồi. Dạ, thấy sư phụ. Bởi vì quân Nga cứ dội bom bất cứ đâu, tất cả thường dân dễ dàng để giết. Dễ dàng để giết vì họ ở khắp nơi. Dạ, và quân Nga biết thường dân ở đâu, nhưng quân đội Ukraine thì quân Nga có thể không biết nơi họ đóng quân. Và quân Nga không thể đến gần bởi vì Ukraine có thể sẽ phản công. Nhưng thường dân thì quá dễ dàng để tấn công, để giết họ. Dạ đúng, bởi vì ở khu vực đô thị, người ta sống ở khắp nơi, hoặc các tòa nhà cao tầng có hàng ngàn người sống trong một tòa nhà, hoặc hàng trăm ngàn người sống trong một tòa nhà, nên tìm họ rất dễ, có thể dội bom họ từ xa. Dạ thưa sư phụ, ồ đây thật sự là hèn nhát, quá xấu xa, tà ác. Nếu chủ nghĩa cộng sản dạy bọn họ loại vô tâm vô hồn này, thì tôi hoàn toàn ủng hộ thế giới tự do. Thế giới tự do có thể có một số khuyết điểm lỗi lầm, một số nhược điểm, nhưng vẫn là thế giới tự do. Dạ đúng vậy, họ vẫn tin Phật trời và tin giáo lý thánh thiện. Chỉ một số người có lẽ đòi bại, một số người trong chính phủ hoặc bất cứ đâu. Nhưng ít ra, nguyên tắc là tự do cho tất cả mọi người, tự do tôn giáo này kia. Và tôi rất thích điều này, tôi rất thích tất cả điều này. Tôi rất thích quan niệm của thế giới tự do. Chúng con xin chân thành tri ân sư phụ từ bi nhất, luôn ở bên chúng con trong những giờ phút đen tối và đau thương này. Chúng con cầu nguyện rằng các nỗ lực không kể xiết, tình thương bất tận và niềm tin của Ngài vào sự thiện lành của nhân loại sẽ làm động lòng vô số con người, giúp chúng ta mau chóng chuyển sang lối sống thuần chay, từ bi, vì lợi ích cho muôn loài. Cầu mong lực lượng khẳng định vươn lên nắm giữ vai trò lãnh đạo trên địa cầu, giúp nhanh chóng kết thúc sự xâm lăng ở Ukraine và mang lại hòa bình, an toàn cho những ai đang chịu đau khổ hoạn nạn. Chúng con kính chúc sư phụ dồi dào sức khỏe và thân tâm an lạc trong sự bảo vệ từ ái vĩnh hằng của tất cả các chúng sinh vũ trụ. Để biết thêm những thấu hiểu của sư phụ về những tin vui do đội ngũ truyền thành vô thượng sư chia sẻ, bao gồm làm sao người dân Ukraine có thể tạm trú ở Hoa Kỳ, và ca sĩ nổi tiếng nào trình diễn ở Kiev vừa qua. Xin mời quý vị đón xem tiết mục giữa thầy và trò vào một ngày gần đây cho chương trình phát sóng toàn bộ buổi hội thảo này. Only peacemakers can go to heaven. Ukraine's noble willpower is stronger than Russia's force.
Putin must call for immediate ceasefire in Ukraine. To believe in humanity and goodness is to help each other. There are no excuses for invading a country. Positive changes in the world in support of Ukraine. Between master and disciples, governments worldwide must stand with Ukraine. Powerful countries must be courageous and help Ukraine. Heaven is aiding Ukraine in the war between good and evil. Supreme Master Qinghai's thoughts on the urgent situation in Ukraine. The world left Ukraine to fight alone. Inspiring good news in support of Ukraine. Big powers did not keep their promise to Ukraine. The united spirit of the Ukrainian people shines before the world.